tất cả các bạn. Rất vui khi bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn thân mến, như đã hứa với các bạn trên Facebook thì ngày hôm nay, trong lần này thì mình muốn dành để chia sẻ với các bạn một chút về những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà mình sinh sống và học tập tại nước Đức. Mình qua Đức từ năm 19 tuổi và cho tới hiện tại thì mình đã sống ở Đức được gần 7 năm rồi. 7 năm thực sự không phải là một khoảng thời gian quá là dài. Tuy nhiên đối với mình thì đó là khoảng thời gian mà mình được học hỏi, được trải nghiệm nhiều hơn bao giờ hết. Và để qua đó thì mình trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Du học không phải là một cuộc hành trình trải đầy hoa hồng như mọi người tưởng tượng, mà nó là một cái chặng đường rất là nhiều chông gai. Tuy nhiên cũng sẽ có rất là nhiều điều thú vị chờ đón các bạn nếu như các bạn biết tận dụng thời gian, tận dụng mọi cơ hội. Làm thế nào để quãng thời gian du học của mình trở nên thật ý nghĩa và giúp cho các bạn gặt hái được những thành công, giúp cho các bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thì điều đó đòi hỏi ở mỗi người một sự nỗ lực không hề nhỏ. Với tất cả những cái điều mình đã trải nghiệm trong học tập cũng như là trong cuộc sống, thì mình muốn chia sẻ với các bạn để giúp cho các bạn có một sự tham khảo cũng như là tạo cho các bạn một chút động lực trên cuộc hành trình du học của các bạn. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những tips, cái kinh nghiệm của mình mà mình đã đúc kết được để giúp cho cuộc hành trình du học của các bạn trở nên được trọn vẹn và giúp cho các bạn gặt hái được những cái điều mà các bạn mong muốn. Để có thể học tập, làm việc thì cái điều đầu tiên quan trọng nhất mà tất cả chúng ta ai cũng cần đó chính là sức khỏe, đúng không các bạn? Phải có sức khỏe thì chúng ta mới có thể làm được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Khi mới sang Đức thì cái vấn đề mình gặp nhiều nhất đó chính là về hệ hô hấp. Bởi vì sao? Bởi vì khí hậu ở bên Đức rất là khô. Bởi vậy nên là việc ví dụ như là chảy máu cam hay là cảm thấy khô da vân vân thì nó là một cái việc thường xuyên, và khi mà mới sang thì mình cảm thấy thực sự rất là khó chịu. Sau một thời gian sống ở Đức thì mình đã khám phá ra được một vài những cái sản phẩm rất là tốt để giúp cho các bạn có thể bảo vệ được sức khỏe trước sự khác biệt về thời tiết. Một trong những cái sản phẩm mà mình hay sử dụng đó chính là Nasenspray aus Meerwasser. Das ist so ja, thuốc xịt mũi từ nước biển. Và thực sự là khi mà sử dụng cái thuốc này thì mình cảm thấy là cái hệ hô hấp của mình nó làm việc hiệu quả hơn và mình cũng không bị khô mũi hay là viêm họng nữa. Còn khi mà các bạn bị viêm họng, có rất là nhiều lý do vì sao dẫn tới việc chúng ta bị viêm họng. Một phần cũng là bởi vì cái thời tiết bên này quá là khô. Một cái loại thuốc mà mình rất hay, mình cảm thấy rất là có hiệu quả đó chính là Hustensaft. Hustensaft có cả dạng bonbon, tức là kẹo ngậm, thì mình có sử dụng nhưng mà không hiệu quả với mình cho lắm. Và khi mà sử dụng cái loại Hustensaft, tức là một cái dạng siro này, thì mình thấy nó có hiệu quả ngay lập tức và mình cảm thấy là yeah, good. Là một sinh viên thì việc phải làm việc với máy tính với một thời gian dài cũng như là đọc rất là nhiều sách, đó là một việc rất là bình thường. Một lời khuyên của mình dành cho các bạn đó là các bạn hãy sử dụng thuốc nhỏ mắt thường xuyên. Cái việc đó thì vừa giúp cho các bạn mắt các bạn có một cái độ ẩm nhất định và tránh được việc mỏi mắt, cũng như là có thể loại bỏ được những cái bụi bẩn và giúp cho các bạn mắt của các bạn có thể khỏe hơn. Mặc dù ở bên Đức có rất là nhiều loại thuốc nhỏ mắt, tuy nhiên thì mình vẫn chỉ sử dụng những cái loại mình đã quen dùng khi mà mình còn ở Việt Nam, và bởi vậy nên là mỗi lần về Việt Nam thì mình không quên mang sang rất là nhiều thuốc nhỏ mắt. Là sinh viên thì hầu như là chúng ta có rất là ít thời gian để chuẩn bị cho mình những cái bữa ăn có đầy đủ chất. Bởi vậy nên là cái việc thiếu vitamin nó là một cái việc nó rất là bình thường, và khi còn trẻ thì mình không, khi mà mình còn trẻ, cách đây một vài năm thì mình không có nghĩ nhiều lắm tới cái việc đó. Tuy nhiên là ở thời điểm này thì mình nghĩ rằng cái việc mà các bạn cân bằng những cái vitamin là rất cần thiết, giúp cho bạn có một cái sức đề kháng tốt. Và bởi vậy nên là các bạn có thể mua những cái loại vitamin bổ sung, vitamin tổng hợp ở những cái cửa hàng dược phẩm rất là dễ dàng. Và đó cũng là cách để giúp cho các bạn chuẩn bị cho mình cái sức khỏe tốt hơn.
Để việc học tập của các bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất thì cái việc là các bạn tự giác trong học tập nó rất là quan trọng. Khi đi du học thì sẽ không có ai nhắc nhở các bạn là các bạn sẽ phải làm gì vào thời điểm nào, mà các bạn sẽ phải là người chủ động. Bởi vậy nên làm cái điều quan trọng nữa đó chính là các bạn phải biết cách sắp xếp thời gian. Biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý và khoa học thì các bạn mới có thể làm chủ được thời gian của mình. Thông thường một ngày của mình khá là bận rộn với lịch học này, với khi mà ở những cái năm cao hơn thì các bạn sẽ đi làm, rồi sẽ có những cái lịch hẹn, những cái cuộc hẹn. Chúng ta sẽ phải sắp xếp thời gian như thế nào để vừa đảm bảo được việc học, vừa đảm bảo được công việc của mình, và cũng như bên cạnh đó chúng ta vẫn có thể có thời gian để nghỉ ngơi, thời gian dành cho bản thân mình. Mình thì thường có những cái quyển sổ nhỏ nhỏ, bỏ túi để ghi những cái công việc mà mình cần làm trong một ngày. Và thông thường thì mình lên kế hoạch một ngày của mình trước khi đi ngủ hoặc là buổi sáng thức dậy. Thì mình sẽ ghi lại là giờ nào mình sẽ làm công việc gì. Và cái điều đó thì giúp cho mình tiết kiệm được thời gian, và cũng như là giúp cho một ngày của mình nó được trôi qua một cách hiệu quả nhất. Không chỉ lên kế hoạch cho một ngày mà mình còn lên kế hoạch cho một tháng, một học kỳ, thậm chí là một năm. Và thực sự là khi mà các bạn có một cái kế hoạch thì các bạn sẽ có một cái hướng, để các bạn đi. Thì các bạn không nhất thiết là phải làm mọi thứ giống như là kế hoạch, mà đôi khi là trên cái chặng đường đó chúng ta có thể dừng lại và chúng ta thay đổi một chút để phù hợp với hoàn cảnh của mình hiện tại. Và mình nghĩ rằng dù sao thì cái việc mà các bạn lên được cái kế hoạch cho mình thì các bạn có thể là chủ động được cuộc sống của mình, và cũng như các bạn sẽ gặt hái được nhiều điều hơn. Đối với bản thân mình thì việc học là việc mà mình đặt lên hàng đầu, rất là quan trọng. Tuy nhiên cuộc sống thì học không thôi vẫn chưa đủ, và điểm cao thì cũng không phải là tất cả. Bởi vậy nên là bên cạnh việc học, các bạn cũng cần phải chú ý tới những cái thời gian cho những cái hoạt động xã hội, và cũng như là cho những cái trải nghiệm của mình trong công việc, những kỳ thực tập hoặc là những cái chuyến đi đến những cái vùng đất khác, để cho các bạn có một cái trải nghiệm về cuộc sống, về văn hóa. Bởi vì mình rất là coi trọng việc học, thế nên là mình dành 2 năm đầu tiên của kỳ của chương trình Bachelor chỉ để học thôi. Và mình đã sau 2 năm đó thì mình dành 1 năm để mình trải nghiệm công việc. Và mình nghĩ rằng không nhất thiết là các bạn muốn trải nghiệm công việc thì các bạn phải dẹp việc học sang một bên. Các bạn vẫn có thể cân bằng được nếu như các bạn biết cách sắp xếp thời gian. Du học là một cái chặng đường khá là cô đơn, bởi vì các bạn sẽ chỉ có một mình thôi. Tất nhiên là các bạn sẽ có thể nhận được cái sự động viên từ gia đình của mình. Tuy nhiên thì nó chỉ là một phần, và phần lớn các bạn cần phải có cho mình một cái động lực từ trong chính bản thân của các bạn. Làm thế nào để có được cái động lực đó? Các bạn hãy đặt cho mình những mục tiêu mà các bạn muốn vươn tới, và hãy cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình cho mục tiêu đó. Các bạn sẽ nhận thấy rằng thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh, và mỗi ngày của các bạn trôi qua sẽ rất là ý nghĩa nếu như các bạn biết sống hướng tới mục tiêu của mình. Ngoài ra thì việc đọc sách cũng là một cách rất là hay để giúp cho các bạn có thể giải tỏa những cái áp lực trong cuộc sống. Và đối với mình thì khi đọc sách và mình tìm được những cái câu nói hay thì mình cảm thấy có thêm được một chút động lực trong cuộc sống, và mình rất là hay ghi lại những cái câu nói đó vào trong một cái quyển sổ nhỏ nhỏ thôi, và luôn mang theo bên mình. Vậy mỗi khi mà mình cảm thấy buồn hay là thất vọng về một cái điều gì đó thì mình thường mở quyển sổ này ra đọc lại để nhắc nhở bản thân mình, để mình tiếp tục mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn trên cái con đường mà mình đã lựa chọn. Sống một mình thì cũng không hề đáng sợ như các bạn tưởng tượng đâu. Đối với mình thì mình nghĩ rằng việc mình sống một mình cũng là một cách rất là hay để mình có thể nhìn lại được bản thân mình và khám phá ra được những cái khả năng, những cái sở thích của mình. Ví dụ như là làm những cái YouTube video này, nó cũng là một cái ý tưởng mà mình có được khi mà mình sau một ngày đi học về cảm thấy rất là mệt.
và mình đã nghĩ rằng vì sao mình lại không làm cái điều gì đó nó creative, nó sáng tạo, nó thú vị một chút. Và mình đã mở camera ra và mình thử quay một cái video thôi. Và không ngờ là đã nhận được rất là nhiều những cái sự ủng hộ, sự động viên của các bạn. Và cho đến ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui vì mình đã làm một chút gì đó có ích cho mọi người. Và cũng như là mang lại cho mình những cái giây phút rất là thoải mái, bởi vì mình được làm những cái công việc mà mình thích. Các bạn hãy cứ trải nghiệm và biết đâu đấy các bạn sẽ khám phá ra cho mình được một cái khả năng mà trước đến nay các bạn không nghĩ là mình có. Và mình nghĩ là điều đó rất là thú vị. Khi sống ở bên Đức thì các bạn sẽ được tiếp xúc với rất là nhiều người từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Và mình nghĩ rằng nó là cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể mở rộng được cái sự hiểu biết của mình, cũng như là kết bạn được với nhiều người. Và cách tốt nhất để các bạn có thể kết bạn được đó chính là hãy cởi mở. Hãy cởi mở và tận dụng mọi cơ hội để mà có thể gặp gỡ sinh viên, không chỉ sinh viên Đức mà sinh viên từ nhiều quốc gia khác nữa. Mình thì không thích đến những cái nơi ồn ào, party vân vân, mà thay vào đó thì mình thường tham gia những cái hoạt động xã hội. Và qua những cái hoạt động xã hội đó thì mình được gặp rất là nhiều người có cùng cái sở thích với mình, có cùng cái niềm đam mê với mình. Và mình nghĩ rằng đó một cách rất là hay để giúp cho các bạn có thể mở rộng được cái quan hệ xã hội. Hy vọng rằng những cái kinh nghiệm nhỏ bé của mình có thể giúp ích được cho cái chặng đường du học của các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc hay là cần lời khuyên nào thì các bạn hãy đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tschüss, bis bald!